muốn mua một chiếc xe máy với giá 40 triệu nhưng trong tay lại chỉ có sẵn đâu đó khoảng 20 triệu. Đây chính là lúc mà những gói vay trả góp của các công ty tài chính phát huy tác dụng. Vay trả góp đã trở nên rất quen thuộc đặc biệt là với các bạn trẻ, nhưng bạn có chắc là bạn đã hiểu rõ về vay trả góp hay không? Trong video ngày hôm nay hãy cùng Trang tìm hiểu về hình thức vay trả góp của các công ty tài chính nhé. Và chào đón các bạn đang cùng quay trở lại với YouTube channel The Red Dot. Đầu tiên để có thể hiểu chính xác về vay trả góp thì chúng ta hãy cùng quay trở lại để hiểu về khái niệm vay tiêu dùng đã nhé. Vay tiêu dùng là những cái khoản vay để phục vụ cho mục đích tiêu dùng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là sinh hoạt cá nhân hoặc là mua sắm trang thiết bị cho gia đình, có thể kể tới như là mua tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt xe máy hoặc là mua điện thoại, mua laptop hoặc cũng có thể là những cái khoản vay cần gấp như là vay để trả tiền nhà hoặc là vay để kinh doanh chẳng hạn nhưng mà trong khuôn khổ của video ngày hôm nay á, thì trang sẽ chỉ tập trung nói về vay tiêu dùng dưới hình thức là vay trả góp mà thôi bởi vì vay trả góp á, nó đã trở nên rất là quen thuộc cực kỳ tiện lợi và gần gũi với chúng ta à cùng lúc đó thì có thể có nhiều bạn cũng sẽ chưa hiểu rõ về hình thức vay trả góp như thế này vay trả góp hiện nay thì cũng được đánh giá như là một trong những cái xu hướng tiêu dùng rất là thông minh vì thế cho nên trang cũng muốn tập trung để phân tích và giúp cho các bạn hiểu rõ về hình thức vay trả góp và để vay trả góp thì Trang khuyên là các bạn có thể tìm đến với các công ty tài chính Bởi vì công ty tài chính thì dễ tiếp cận hơn với chúng ta, đặc biệt là với người trẻ Và công ty tài chính thì có thể được hiểu như là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Các công ty tài chính này thì phải tuân thủ nghiêm ngặt theo luật các tổ chức tín dụng Và phải được ngân hàng nhà nước cấp phép Tuy nhiên thực tế hiện nay thì có rất nhiều các công ty hoặc là các app cho vay tiền Nhưng mà lại không được ngân hàng nhà nước cấp phép Và họ tự nhận mình là những công ty tài chính Chính bởi vì những cái sự mập mờ trong tên gọi này mà nhiều người đã không biết rõ, không nắm rõ dẫn tới những hậu quả rất là đáng tiếc mà cũng không đáng có nữa. Từ những hiểu biết này thì khi mà các bạn tìm hiểu rõ đâu là công ty tài chính uy tín được nhà nước cấp phép và tuân thủ theo luật các tổ chức tín dụng và đâu là những công ty không phải là công ty tài chính hoặc là họ tự gọi mình là như vậy thôi thì các bạn cũng sẽ hiểu rằng khi mà các bạn đi vay tiền và bị có những cái khoản lãi suất cao cắt cổ thì nó chỉ đến từ những tổ chức tín dụng đen và không được ngân hàng nhà nước cấp phép. Còn với những công ty tài chính hoạt động đúng luật pháp hoặc là được ngân hàng nhà nước cấp phép thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Còn đối với cá nhân Trang á, là một người cũng khá là thích tìm hiểu về các dịch vụ tài chính cũng như là thử trải nghiệm những cái dịch vụ khác nhau của các công ty tài chính thì Trang nhận thấy rằng là với việc vay trả góp á, thì Trang có ba cái gạch đầu dòng cực kỳ quan trọng. Đây chính là ba tiêu chí để Trang chọn ra một công ty uy tín và sử dụng dịch vụ vay trả góp của công ty đó. Ba tiêu chí đó cụ thể là đầu tiên minh bạch và uy tín thứ hai đó là lãi suất và điều kiện cho vay và thứ ba đó là sự thuận tiện trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các công ty tài chính với nhiều những dịch vụ cho vay trả góp khác nhau cụ thể là có 16 công ty tài chính được ngân hàng nhà nước cấp phép và các bạn cũng có thể tự tìm hiểu nhưng nếu như mà chiếu theo những cái điều kiện mà trang vừa mới đưa ra tiêu chuẩn cho cá nhân trang á thì trang thấy là có công ty M Credit là một công ty tài chính với những cái dịch vụ mà đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí đó cụ thể thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về M Credit đã nhé M Credit có tên đầy đủ là công ty tài chính trách nhiệm hiếu hạn MB Shinsei là công ty thành viên của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội và ngân hàng SBI Shinsei Nhật Bản ngoài ra vì là công ty tài chính được nhà nước cấp phép và hoạt động dưới sự quản lý của ngân hàng nhà nước nên tính pháp lý và độ uy tín của Em Credit được đảm bảo họ sẽ làm việc theo đúng trong hợp đồng và thông tin minh bạch rõ ràng cũng như theo đúng luật pháp của nhà nước ví dụ như là ngoài những cái khoản phí đã được nêu rõ ở trong hợp đồng thì khi vay trả góp ở tại Em Credit các bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào khác và nếu như các bạn có phát hiện thấy dấu hiệu bất thường dù chỉ là nhỏ nhất thì các bạn hoàn toàn có thể gọi điện tới hotline của Em Credit để phản ánh cũng như để được hỗ trợ đây chính là lý do khiến cho Trang cảm thấy rất là an tâm khi mà tìm hiểu những cái dịch vụ của em Credit. Đó là tiêu chí đầu tiên về minh bạch và an toàn nhé. Còn với tiêu chí thứ hai là lãi suất thì Trang cũng có một ví dụ này cho các bạn nữa. Ví dụ nếu như bạn đang có nhu cầu mua một chiếc Wave Alpha 110 cc, bạn có thể đăng ký vay trả góp của em Credit với số tiền trả trước khoảng 7 triệu đồng, lãi suất ưu đãi là 0,79% trong 15 tháng thì tính ra khoản trả góp sẽ chỉ từ 747.000 đồng một tháng mà thôi. Còn về việc trả tiền hàng tháng thì cũng rất là tiện luôn bởi vì Em Credit sẽ nhắn tin cho chúng ta hàng tháng để nhắc về khoản tiền cần phải thanh toán đúng hạn. Cùng lúc đó nếu mà muốn chủ động hơn thì các bạn cũng có thể download cái app Em Credit tài chính thông minh để chủ động theo dõi khoản nợ của mình cũng như là chủ động thanh toán. Sau khi mà đã chọn được một công ty tài chính uy tín, minh bạch, an toàn rồi lãi suất hợp lý hay là thuận tiện rồi, đó là những tiêu chí của Trang ha. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà các bạn cần phải đặt ra cũng như trả lời được đó là có nên vay trả góp hay không? Trên thực tế thì vay trả góp nếu như mà biết làm đúng cách á, thì nó sẽ là một trong những cái cách thức để giúp chúng ta nâng cao được năng lực quản lý tài chính cá nhân. Trang lấy một cái ví dụ như này cho đơn giản ha. Mới đây thôi thì Trang có đi ăn với một cô em và cô em này trước đến nay là ăn tiêu thường khá là thoải mái và không nhìn bill cho lắm nhưng mà tự nhiên hôm vừa rồi trang và cô bé đó đi ăn thì cô bé lại rất là quan tâm tới việc ăn ở đâu ăn cái gì và hết khoảng bao nhiêu tiền trang cũng thấy khá là bất ngờ cho nên khi mà hỏi ra mới biết được rằng là à cô bé mới vay trả góp để mua một chiếc xe máy và đó là lý do mà cô bé đang bắt đầu rất là tiết kiệm chi tiêu cũng như là tính toán các cái khoản thu nhập hàng tháng rồi chi tiền hàng tháng để mà thực hiện khoản trả góp cho đúng hạn trang có hỏi rằng là trời ơi như thế thì có cảm thấy vất vả áp lực hay không bởi vì xưa giờ thấy con bé nó không bao giờ nó phải suy nghĩ nhiều về chuyện tài chính tiền bạc ăn tiêu khá là dư giả nhưng mà bây giờ thì tự nhiên phải tính toán rồi chi ly hơn thì liệu đấy có phải là một áp lực hay không nhưng mà trái với suy nghĩ của trang thì bạn ấy nói rằng là nhờ có cái việc vay trả góp cho nên bạn ý mới có thể sắp xếp được tài chính của mình một cách thông minh hơn bởi vì bạn ấy hiểu rất rõ bản thân mình không phải là một người có khả năng quản lý tài chính tốt cho nên thường trước kia cứ kiếm được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu nhưng mà nhờ vay trả góp cho nên bây giờ bạn ý biết cách tính toán hơn sắp xếp cái thu nhập và chi tiêu của mình hợp lý hơn và theo lời bạn ý nói thì bạn cảm thấy mình trưởng thành hơn khi mà mình vay trả góp để mua chiếc xe máy thì đó cũng là một cái câu chuyện để cho chúng ta có thể thấy rằng là việc mà vay trả góp đúng cách và có sự tính toán có thể giúp chúng ta thiết lập một cái mục tiêu tài chính tốt hơn và xây dựng cho mình một cái kỷ luật trong việc chi tiêu tốt hơn bên cạnh đó thì các bạn có biết rằng việc vay trả góp cũng là một cách để giúp cho nền kinh tế của chúng ta phát triển hay không các bạn hãy hình dung là khi mà chúng ta vay trả góp á, nó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang vay mượn một thứ từ tương lai để mà tiêu xài cho hiện tại vì thế cho nên chúng ta cũng sẽ tăng cái năng suất lao động của mình hơn chúng ta chăm chỉ kiếm tiền hơn hơn, có ý thức về khoản nợ của mình hơn vì thế cho nên chúng ta cũng vừa sở hữu được cái món tài sản mà chúng ta mong muốn và cùng lúc đó cũng có thể giúp tạo ra giá trị và tăng thêm cái năng suất lao động của bản thân mình và đặc biệt là cũng có điều này quan trọng nữa khi mà chúng ta đi vay trả góp thì cũng có rất nhiều những cái gói vay trả góp có lãi suất ưu đãi nếu như mà các bạn chọn được những cái gói lãi suất ưu đãi như vậy thì nó giống như là giúp chúng ta nhẹ cái gánh nặng về tài chính chẳng hạn như là bây giờ chúng ta muốn mua một cái thứ gì đó một cái laptop đi chẳng hạn ha bởi vì máy tính cũ bị hỏng nhưng mà chúng ta chưa đủ điều kiện để mua nó ngay mà công

vậy cho nên sự xuất hiện của gói vay trả góp này cực kỳ quan trọng và hữu ích để giúp chúng ta chia nhỏ cái khoản phải trả hàng tháng bớt đi cái áp lực về tài chính chính vì thế cho nên trang cảm thấy rằng những gói vay trả góp này nó giống như là những người bạn đồng hành những cái trợ thủ đắc lực dành cho những người mà chưa có điều kiện tài chính quá dư giả hoặc là chúng ta chưa biết cách để sắp xếp tài chính làm sao cho phù hợp thì nó cũng chính là một công cụ để giúp chúng ta quản lý chi tiêu quản lý tài chính của mình tốt hơn cùng lúc đó có một điều rất quan trọng trang phải lưu ý đó là các bạn đừng lạm dụng vay tiêu dùng và vay trả góp nếu như mà các bạn thực sự cần một món đồ gì đó mà chúng ta chưa có đủ điều kiện tài chính chúng ta cần nó ngay thì chúng ta sử dụng những cái gói vay trả góp này là cực kỳ tuyệt vời nhưng nếu như chúng ta mua một món đồ chỉ đơn giản bởi vì chúng ta cảm xúc chúng ta hứng lên hoặc là mua chỉ để flex thì hãy bình tĩnh từ từ và suy nghĩ thật kỹ về món đồ này cũng như khoản tiền mà chúng ta định bỏ ra để mua nó iPhone 15 thì đẹp thật đấy, thích thật đấy. Thế nhưng mà nếu như mua nó chỉ vì thích thôi, chỉ vì muốn flex thôi thì cái cảm xúc đó nó sẽ đi qua rất nhanh và chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng là nó chẳng khác gì cái iPhone cũ của mình cả, trong khi khoản nợ trả góp thì sẽ đi cùng chúng ta trong nhiều tháng tiếp theo. Và liệu khi mà cái niềm yêu thích của mình dành cho cái điện thoại nó giảm đi mà khoản nợ thì vẫn còn đó, các bạn có thực sự cảm thấy thoải mái hay không? Đó là điều mà Trang muốn các bạn hãy thực sự cân nhắc và đây chính là lưu ý đầu tiên. Còn lưu ý thứ hai của Trang đó là các bạn hãy đừng vay những cái khoản mà các bạn khó có khả năng để trả cụ thể như thế nào ví dụ như là các bạn là vay mua một món đồ gì đó nhưng mà tổng số tiền cả gốc và lãi hàng tháng mà các bạn phải trả nó dao động trong khoảng 3 đến 4 triệu trong khi thu nhập của bạn chỉ có 6 triệu một tháng thôi thì đây rõ ràng là một cái khoản vay không hợp lý vậy như thế nào là hợp lý hãy quay trở về với công thức 50 30 20 trước kia Trang đã từng chia sẻ với các bạn có nghĩa là 50% cái khoản thu nhập của các bạn sẽ dành để chi tiêu những khoản thiết yếu 30% là cho những khoản khác và 20% là để tiết kiệm hoặc đầu tư Vậy một cái khoản vay trả góp hợp lý sẽ không tạo áp lực cho các bạn Khi mà tổng cái khoản tiền cả gốc và lãi các bạn phải trả hàng tháng Nó không vượt quá 20% cái khoản tiền tiết kiệm của các bạn Đồng nghĩa với việc là thay vì tiết kiệm thì các bạn lấy cái khoản tiền đó ra để mà trả góp Nhưng nếu như mà các bạn phải mua một món đồ gì đó có giá trị hơn Thì Trang cũng khuyên rằng tối đa tối đa các bạn cũng chỉ nên dành khoảng 35% tổng thu nhập của mình Để trả tổng số tiền cả gốc và lãi mà thôi Như vậy thì ngoài 50% cái khoản thiết yếu mà các bạn bắt buộc phải chi hàng tháng các bạn sẽ còn đâu đó khoảng 15% để mà sử dụng cho những cái nhu cầu cá nhân của mình mà không phải quá là thắt chặt cái chi tiêu của mình khiến cho mình có những áp lực tài chính trong từng tháng một. Cụ thể, nếu như mà thu nhập của các bạn là khoảng 6 triệu một tháng thì các bạn chỉ nên dành đâu đó là 2,1 triệu để trả tổng số tiền cả gốc và lãi mà thôi. Như ở trên trang có nói, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các công ty tài chính khác nhau và cung cấp cho các bạn những cái dịch vụ khác nhau, nhưng mà cái tiêu chí là thuận tiện cũng rất là quan trọng để giúp cho các bạn có thể trả nợ đúng hạn và việc trả nợ đúng hạn cũng sẽ giúp cho các bạn xây dựng một hình ảnh đẹp ở trong mắt các công ty tài chính có nghĩa là lần sau nếu mà các bạn có ý định là cần phải mua trả góp thì cũng sẽ dễ dàng hơn với tiêu chí đó thì em credit cũng là một ứng cử viên rất là sáng giá bởi vì em credit cũng đã có mạng lưới tư vấn dịch vụ ở trên 63 tỉnh thành của cả nước và cũng kết hợp với rất nhiều các cái hệ thống lớn, ví dụ như là khi các bạn cần mua xe máy, Honda, Yamaha, Piaggio hay là VinFast thì đều có cả, hoặc là khi mà các bạn cần mua điện máy đi ha thì đến Nguyễn Kim, điện máy chợ lớn cũng đã có Em Credit rồi, hoặc là khi mà đến Cellphone S để mua điện thoại mua máy tính thì cũng đã có Em Credit ở đó. Nhưng còn một yếu tố quan trọng nữa khiến cho trang cảm thấy thuyết phục và cũng là lý do mà trang gợi ý cho các bạn sử dụng Em Credit là bởi vì Em Credit là một công ty tài chính có tính nhân văn rất là lớn đây cũng chính là công ty tài chính đầu tiên có sự kết hợp cùng với hệ thống tiêm chủng VNVC để mang tới cho cộng đồng gói tiêm chủng trước trả tiền sau và chính bởi vì những cái thông điệp này mà trang có sự tin tưởng rất lớn vào EmCredit không chỉ bởi tính an toàn minh bạch lãi suất hay là sự thuận tiện mà còn cả tính nhân văn nữa. Ngoài ra nếu như các bạn là những người lao động thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về lãi suất bởi vì EmCredit cũng có gói hỗ trợ rất là nhân văn dành cho người lao động với việc là hỗ trợ trả trước chỉ từ 0 đồng hoặc là lãi suất chỉ từ 0%, vì thế cho nên các bạn có thể an tâm đến những cái điểm có dịch vụ tư vấn của Em Credit và tìm hiểu kỹ những cái thông tin này, từ đó thì các bạn cũng có thể đưa ra được quyết định cho bản thân mình một cách hợp lý nhất nhé. Để tìm hiểu rõ hơn về những thông tin mà Trang vừa chia sẻ thì các bạn cũng có thể tự chủ động tìm kiếm những thông tin ở trên website của em Credit hoặc là vào kênh YouTube của em Credit mà Trang có để link ở dưới phần description. Trang cũng gợi ý các bạn xem playlist chọn bộ bí kíp vay đúng trả đủ của em Credit để hiểu rõ hơn về những dịch vụ mà em Credit cung cấp nhé. Và để tóm lại video ngày hôm nay thì Trang có 3 ý chính muốn các bạn hãy ghi nhớ. Đầu tiên đó là các bạn hãy lựa chọn những công ty tài chính uy tín và minh bạch. Để biết công ty tài chính nào là uy tín và minh bạch, an toàn thì các bạn hãy hãy truy cập vào website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó có liệt kê 16 công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và địa chỉ website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là sbv.gov.vn. Điểm thứ hai đó là các bạn hãy chỉ vay tiêu dùng, vay trả góp khi mà thực sự cần thiết chứ không phải là vay để flex. Và điểm thứ ba đó là khi mà các bạn có nhu cầu để vay trả góp một món đồ gì đó thì hãy nhớ cái công thức là tổng số tiền gốc và lãi mà chúng ta cần phải trả mỗi tháng á, nó không quá 35% thu nhập của chúng ta mỗi tháng để chúng ta có thể thực sự tận hưởng cái món đồ chúng ta mua và cũng không bị áp lực tài chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trang ngày hôm nay. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy đặt ở dưới phần comment. Trang cũng rất muốn được lắng nghe những lời chia sẻ của các bạn. Cũng như nếu như các bạn thấy video này là hữu ích thì hãy đừng quên like và subscribe subscribe để video này cũng như The Red Dot được đến với nhiều người hơn nhé. Chắc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của The Red Dot.